như mình nha, là cái quan trọng nhất là họ phải biết tổng hợp, phân chia từ cái cấp độ của nó. Thì từ đó mới biết là cái giai đoạn này mình chỉ đề cập đến những vấn đề gì thôi, còn vấn đề gì là lúc khác đề cập, hiểu không? Chứ không thôi anh em tham gia một cái gì đó nói rất là tràn lan, hôm nay mà nói về chuẩn bị mà cứ đem cái chuyện thực hiện ra nó, hoặc hôm nay mình chỉ xoáy vô cái chuyện thực hiện mà mình lại đem chuẩn bị ra nó, là cái người đó làm rồi. Và nó không có xoáy vô cái chỗ cần, nghe không? Giả sử như anh em đã từng thi công rồi, anh em đi nghiệm thu, anh em biết hôm nay thi công là nghiệm thu cái chuyện thông mạch đi, thông mạch dây điện á, mà đi lên trên người ta cũng đo cách điện luôn được không? Trời ơi, được chứ, mình đo kinh nghiệm, có kinh nghiệm như đây cần là sao? Không, tức mình đang giả sử là hai công tác đó tách biệt ra, đi nghiệm thu hai lần, một lần là nghiệm thu kéo dây, nghiệm thu kéo dây thì xem kéo có đúng tiếng, đúng lời, đúng sai rồi hay không, phải không? Đúng rồi. À, đó nghiệm thu lắp đặt đó, còn nghiệm thu thông mạch hoặc là cách điện là một cái buổi khác, giả sử ở đó đang thống nhất như vậy. Chứ không phải ép buộc đâu, ép buộc có thể là ví dụ căn phòng nhỏ này thì làm chi mình phải chia mấy giai đoạn, đúng không? Nhưng mà lớn thì có thể mình phải chia nhỏ việc ra, vì mỗi lần chia nhỏ là có ý đồ phục vụ cho việc gì, cái chuyện đó, cái chuyện mà chia nhỏ để phục vụ cho gì nó một cái gọi là một cái lĩnh vực khác nữa rồi, liên quan đến thanh toán, liên quan tới phải đạt được cái milestone, tức là cái các cụ mục đích, thì đó một ý đồ khác. Bây giờ mình nói mình thống nhất là đó chia ra làm hai bước như vậy, mình ghi lên bảng như này là lắp đặt thôi, lắp đặt ha, nghiệm thu lắp đặt xong đó thì mình nghiệm thu gì thông mạch và cách điện, giả sử vậy, hai này là tập trung. Vậy khi đi nghiệm thu này mà đòi lấy máy để ra dụng cụ ra đó này thì hợp lý không? Không hợp lý, đúng không? Cho nên mình phải biết cái quan trọng ở đây là mình phải biết chủ đề của ông đó là cái gì, mà tập trung cho nó, mà nó đi lăng mang. Nên là mang biết đường nào mà lần vô hôm nay đi nghiệp tu kéo dây mà ông lại vô ra cái chuyện đặc thọ bị lệch hay bị xấu mà đâu được, phải không? Lan mang kiểu đó ai phục vụ cho nó? Cho nên á, trong cái bản này cũng vậy, đề bài đưa ra là cái bước thực hiện thôi, thì mấy anh em nào mà đã có phần mình đi hay là thì mình phải để ý lên để xem là mình cho những cái việc khác ha, quan trọng là tập trung vô một cái chỗ và phải biết cái cấp độ của nó đang nói chỗ nào cho mình. Như hôm trước mình chia bốn bước cơ bản rồi mới đến công tác chuẩn bị, rồi mới đến các thành phần hồ sơ, rồi mới chia nhỏ ra, nó phải từng cấp như vậy. Anh em nhớ được từng cấp như vậy thì nhớ rất là kỹ. Còn mà mình cứ đi một vòng, ví dụ như đây nè, qua cái chuyện chia cái bản này đó là phản ánh một cái tư duy, cái trình độ mỗi người khác nhau. Bây giờ anh em thích đọc một cái bản như thế này hay là thích đọc một cái bản như thế này là nó sẽ phản ánh cái trình độ và tư duy của này. Không bắt buộc anh em phải thích cái này, không bắt buộc anh em phải thích cái này ha. Nhưng mà qua đây nó sẽ phản ánh cái người làm cái bản này thì có khả năng tổng hợp được, còn cái người viết cái này không có khả năng tổng hợp được, hoặc là chưa phải điều chỉnh lại mình thì mới có khả năng tổng hợp được, chưa đâu, cao hơn nữa là phải biết cái thứ tự của nó,
mà nếu anh em học về cái chỗ anh em quan tâm về cái chuyện là tổ chức thi công mà không biết cái trình tự trước sau là thuộc phải biết cái nào trước cái nào sau và cái nào song song với nhau thì mới tổ chức được. Có những hai thứ nó làm việc độc lập từ một chỗ, nó chỉ ra hai cái nhánh đi song song với nhau được, mà cái người không nắm học cứ phải đợi việc này xong thì mới làm việc này, lãng phí mất thời gian. Thì làm sao mà có đủ cái khả năng mà ứng phó với cái thực tế khi mà mình đẩy tiến độ như thế nào, hoặc là mình điều chỉnh theo tiến độ gì, điều chỉnh khu vực thi công, điều chỉnh đối tượng thi công, nói hình dung không? Thì cái chính của cái buổi hôm nay là mình vẫn sửa cái bản này với anh em ha. Mà tôi không sửa chính, được chưa? Tại vì cái buổi chia sẻ của anh em mình đa phần là một cái khối kiến thức rất là nặng ha. Càng ngày tôi càng thấm là tại sao mà tôi xong mình, tôi liều mình mà tôi chia sẻ này với này. Mặc dù xuất phát ban đầu là mình nghĩ mình có cái gì, mình biết cái gì thì mình chia sẻ đến cho mình. Nhưng càng về sau tôi thấy ồ, cái này nó quá nặng. Mình search trên internet chưa ai làm. Dạy cho anh em cái chuyện như chú luyện thường dạy kéo dây làm sao, đấu động cơ làm sao, chọn CV làm sao, cái chuyện rất là dễ và rất là nhiều. Tức là món ăn đó là món ăn không có kém người ăn, hoặc là dạy sử dụng AutoCAD, sử dụng dạy phần mềm gì đó thì rất là nhiều người muốn ăn và nó có cái kết quả liền. Còn món này rất là khó. Món này chỉ có những anh em nào đi làm rồi thấm thiết thì mới thấy nó ra được. Thì bây giờ là lấy một cái bản của anh em nào đó rồi bắt đầu mình từng người lên góp ý thì các bạn, để anh em có cái thời gian tranh luận nhiều hơn cho nó sôi động hơn. Cái buổi của mình toàn ra phần là mình truyền đạt cho anh em thôi mà nó nhiều lúc nó cũng nhàm chán. Sau này mình đổi, mình ép anh em làm bài tập lên bản ghi này liệt kê ra kia cho nó sinh động một tí, thì bây giờ mình sẽ có sinh động hơn là mình sẽ tranh luận về cái phân chia công việc của từng anh em. Ví dụ đây là bản của anh Sông. Ở cái vai trò này là nếu mà một người mà ghi ra cái bản này giao việc cho ông chỉ huy trưởng đến cuối luôn thì tức là cái vai trò của ông đang ở đâu nên không? Đang ở ít nhất là vị trí chỉ huy trưởng hoặc là PA. Anh em hiểu không? Mà muốn ông ra được cái bản này thì ông phải học rồi có ra được. Cho nên hôm trước mình có nói với anh em buổi hôm trước, cái vị trí giám sát với vị trí rất là quan trọng. Thế anh em học giám sát, anh em học theo cái bản chất cái cột giám sát này đúng không? Đúng rồi. Anh em cột giám sát này mà anh em hình dung ra những anh em khác làm việc gì thì sau này khi anh em lên mua lên vị trí cao hơn anh em không có vấn đề. Rồi bây giờ lấy bản gốc xong lên đây đặt bên đây anh em có biết ha. Và anh thấy như này em các em chú hơn là được, anh thấy lúc cuộc bắt đầu công tác anh chuẩn bị các loại giấy tờ rồi hồ sơ rồi vật tư nhân công được là lúc công tác của mình rất là quan trọng nhất. Đúng rồi. Nhưng còn những cái kia thì điểm cái mà mình đi thuê giao thầu rồi thuê về làm thì anh thấy là kêu người này kêu người khác làm thì nó đơn giản hơn là cái công tác của mình rất là quan trọng. Cái việc gì nó cũng có cái quan trọng và khó khăn của nó hết, có thử thách của nó hết. Như hôm trước ví dụ, mọi thứ nó đều giống như các cái bộ phận trong cơ thể mình. Tại mỗi thời điểm thì cái bộ phận đó nó có vai trò quan trọng hơn bộ phận kia thôi. Thế còn nó đều quan trọng hết.
Cho nên bây giờ cái tay với cái chân mà nó tranh luận với nhau, hoặc cái tay với cái đầu nó tranh luận với nhau, là thằng nào quan trọng hơn? Mấy bài, mấy câu chuyện anh em đọc rồi mà, phải không? Đọc rồi. Không có cái nào quan trọng hơn, tại nào cũng quan trọng, cái nào cũng nhất, không có nào gì. Cho nên chuẩn bị hay thực hiện hay như thế nào, nó đều là quan trọng như nhau, không có nào nhất, nào nhì. Cái đó là... Thôi, hôm trước á, là mình anh em đã từng biết cái, tới cái bản này rồi. Âm sáng, chóp rồi. VS, VA, VC. Được chưa? Mày kho. Đó. Còn một cái. Thì cái người mà có sát bạo qua cái chuyện học hay không ấy, nó phản ánh qua này. Ông nào mà có điền vô cái ông phong em ở đây, tức là cái ông đội trưởng ấy, làm đâu có thực tế thì không. Cho nên em xem lại cái viết của mình ấy, tức là cái bản của mình ấy, cái bản của mình hoặc cái lưỡi kê ra của mình ấy, mà không đề cập đến ông này là biết ông đó là ông đi học chay hoặc một lý do nào đó mà ông chưa đề cập tới. Còn ông nào có đề cập tới, thoải mái đề cập tới là biết ông đó khá rồi đó.